xe này nó dài quá sao nó quẹo được trời. Mỗi lần đến giờ đón con là người ta đậu kín hết cái đường. Ồ, xe này bự ghê luôn. Tài xế container này phải giỏi lắm nha quý chị. Xe nó rất là dài. Đây, cầu Nam Lý. Đó, ngon lành chưa? Cầu Nam Lý. À, Nam Lý ha, cầu Nam Lý chứ không phải Nam Lý. À, cái tên đúng của nó là Nam Lý. Đây, ghế đồ mới làm lễ khánh thành rồi xong hết rồi. Ủa, đèn đỏ ấy, đèn này gì? Rồi, đèn đỏ rồi. Ngay lúc anh công an tới luôn. Vô đèn đỏ là chắc bị lụm rồi. Ồ, xe điện, xe điện. Ồ, nó vô đèn đỏ lâu quá. Tốn xăng quá. Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 8 giờ 24 phút buổi sáng ngày thứ tư, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2024. Dạ, ở trước mặt chúng ta, ở trên đầu chúng ta là đường cao tốc đó cô chú anh chị. Đường cao tốc đi từ Sài Gòn ra đến Long Thành, Dầu Dây, Phan Thiết, Nha Trang. Đó, trên đầu chúng ta là đường cao tốc ha. Dạ, đây là thành phố Thủ Đức. Dạ, bên trái là một cái dự án rất là lớn. Đó là khu Lobo, khu đô thị mới Lobo City. Dự án này rất là lớn luôn, do tập đoàn Masteri mua lại. Trong đây bây giờ có rất là nhiều phân khu, có sân tập gớp, có đường đua xe hơi, rồi có bãi thả diều, rồi hàng loạt những căn hộ, căn biệt thự rất là xịn sò. Chúng ta đang ở đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức. Đường này mới được mở rộng rất là bự, hồi xưa đường này nhỏ lắm. Sắp tới khu này cực kỳ phát triển luôn các anh chị. Giờ có tiền là mua không nổi rồi đó. Đó, đường rộng mênh mông. Bên phải là khu dân cư Minh Tuấn. Quá rộng luôn. Trung tâm mới The Global City. Và đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui cho cuộc sống, luôn bình an và hạnh phúc. Và chúng ta đang tiến tới một cái cầu rất là đẹp, vừa được thông xe vào buổi sáng ngày hôm nay, có tên là cầu Nam Lý. Hồi xưa thuộc quận 9, bây giờ thuộc thành phố Thủ Đức. Cái cầu này có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Được khởi công từ năm 2016, cách đây là 8 năm rồi. Đến năm 2019 thì vướng giải phóng mặt bằng nên tạm dừng. Vừa khởi động lại hình như là vào năm ngoái 2023. Và bây giờ đã chính thức thông xe. Cho thông xe vào buổi sáng nay được chứ. Đúng ngày 2 tháng 10 luôn. Giờ em sẽ lên cầu quay cho mọi người coi ha. Đây là cây cầu, nó giải quyết cái vấn đề kẹt xe ở chỗ này. Lúc mà không có cây cầu này á, thì chỗ này nó kẹt xe ghê lắm. Giờ có cây cầu này là ok rồi nè, thông thoáng rồi nè. Đường xá đồ ok hết nè. Đó, trước mặt chúng ta nè. Hôm nay là ngày đầu tiên thông cầu luôn, cho xe đi luôn, nên rất là nhiều báo chí sẽ chụp hình, quay phim, đưa tin. Đó, lãnh đạo đang đứng hai bên để kiểm tra nè. Nhất là những anh bên kỹ thuật. Đây, cầu Nam Lý. Đó, ngon lành chưa? Cầu Nam Lý. À, Nam Lý ha, cầu Nam Lý chứ không phải Nam Lý. À, cái tên đúng của nó là Nam Lý. Đây, ghế đồ mới làm lễ khánh thành rồi xong hết rồi.
đó làm lễ thông xe. Ờ, có hai bạn phóng viên cũng mới chụp hình xong. Ồ, xong cái cầu là ở dưới là có mấy cái nhà xưởng nè, sân đá banh nè. Đó, hồi trước em cũng đá banh ở chỗ này. Nó có mấy sân đá banh trong đây, nhà xưởng. Ờ, hôm nay chính thức thông cầu rồi, đi được rồi, đã quá. Cầu Năm Lý, cầu Năm Lý. Tên của nó là Năm Lý chứ không phải Nam Lý đâu chứ chị. Thấy báo chí ghi là Nam Lý ha. Rồi có mấy cái nhà lá dưới nha. Có mấy nhà kho dở hết nè. Ồ, bên đây có mấy sân pickleball với lại sân tennis nè. Quá trời luôn. Sân đá banh, sân pickleball. Ồ, sông cầu là rộng ghê. Thoải mái đi luôn. Hết kẹt xe rồi. Sướng quá. Đó, nhà ai chỗ này là bắt đầu hưởng lợi nè. Nhà ai chỗ này bắt đầu hưởng lợi. Đó, ngay chỗ này nè. Đây là đường Đỗ Xuân Hợp. Bên phải là Bình Xá nè. Trung đoàn tên lửa 263. Đó, xe hơi bắt đầu lên cầu. Bột chê. Ba Ba bánh ngọt thì mấy bánh ngọt tên là Ba Ba. Đây đường Đỗ Xuân Hợp. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đây giáo xứ Tân Đức. Đây có nhà thờ của chúng chị. Đây khu dân cư Gia Hòa. Đây là khu dân cư Gia Hòa. Chạy vô đây để em coi coi cái công ty này nó còn làm việc không. Đây là khu dân cư Gia Hòa. Đường nào ta? Trong đây có mấy cái lốc chung cư cũng được coi là cao cấp. Ồ, cái salon ô tô này bự quá ha. Giải quyết hết các vấn đề ở trong khu dân cư này luôn. Ốc bốc lửa, quán ốc bốc lửa. Đó, đi đường nào mới đúng đó. Quán cà phê, đồ sáng. Trong đây đậu xe cũng thoải mái luôn. Legend. Là một ly. Bún cá. Đây Ichi. À, đây chi lại tổng đại lý bảo hiểm Việt Nam. À, đây còn làm. Ok ok. Đây là khu dân cư Khang Điền hết á. Đường 3 khu dân cư Khang Điền số 3 178 đường 3 khu dân cư Khang Điền. Em vô em tìm cái công ty bảo hiểm.
tại trước có gửi hồ sơ ở đó mà không được duyệt. Mình mua bảo hiểm rồi nhưng mà khi có sự cố thì người ta giải quyết rất là phức tạp. Ồ, đây mới mở sân pickleball nè. Ồ, đang làm sân pickleball. Pickleball bây giờ đang rất là mạnh, cô chú chị, phát triển mạnh lắm. Môn chơi thể thao dành cho người yếu đuối. Người ta nói vui là như vậy. Ai mà yếu yếu là vô chơi pickleball là đều chơi được. Dừng tennis mà xuống thể lực đi xuống á là chuyển qua chơi pickleball. Rồi mình quay ngược trở ra đường Đỗ Xuân Hợp. Em vừa em coi cái công ty bảo hiểm đây Chi Lai để em lấy hồ sơ về, làm hồ sơ không được giải quyết để lấy hồ sơ về. Trước là mình vay ngân hàng, mình vay ngân hàng là bị mua một gói bảo hiểm phải bắt buộc đóng đâu hết 15-16 triệu phí ban đầu á để mua bảo hiểm á. Sau này nhà nước có một cái chỉ đạo là cấm ngân hàng ép người vay tiền mua bảo hiểm. Trước là mấy ông ép người ta mua bảo hiểm, ai vay tiền hay vô làm gì bên ngân hàng là phải mua một gói bảo hiểm. Này nhiều người phản ánh là bên ngân hàng nhà nước chỉ đạo là không cho ép mua bảo hiểm nữa. Rồi chúng ta đang ở đường Đỗ Xuân Hợp ha. Đường này cũng rất là đông vui. Đông xe quá. Chúng ta đang chạy ra đường xa lộ Hà Nội trong Đỗ Xuân Hợp, giờ mình chạy ra xa lộ Hà Nội. Quán bia tuyết quận 9. Spa Hoàng Cung. Mấy bữa nay trên Hà Giang thấy nó bị mưa xong rồi nó sạt lở nhiều lắm quý anh chị. Trên tỉnh miền núi Hà Giang á, trên Tây Bắc á, ở trên nó nghèo rồi mà giờ còn bị sạt lở nữa. Bỏ văn hát. Ồ, chiếc Audi. Audi RS7 3.0. Xe đẹp quá ha. Sao nó làm ở dưới bự mà ở trên nó ôm lại ta. Xe ngầu quá. Bún xào chay 15.000.
15.000 ăn sao no thôi. Bánh cuốn, bánh nước 20, 25, 30. Đó, quá trời xe luôn. Đường này đông xe quá. Ồ, cấm xe tải mà sao mày không quẹo hết rồi. Cấm xe tải quẹo phải mà. Trái đó vẫn ra được Salo Hà Nội, ra ngã tư MK. Đây bên trái là đường Phạm Văn Chính, trường tiểu học mà bự ghê. Nguyên cái sân đón học sinh rất là bự. Mấy cái trường học là nên phải có một cái sân để cho phụ huynh người ta đậu xe, người ta đậu xe người ta đón mấy đứa nhỏ. Chứ mỗi lần đến giờ đón con đó là xe này dài quá sao nó quẹo được trời. Mỗi lần đến giờ đón con là người ta đậu kín hết cái đường. Xe này bự ghê luôn. Tài xế container này phải giỏi lắm nha quý chị. Xe nó rất là dài, quá dài luôn. Và đường Việt Nam thì nó nhỏ, lái là phải siêu lắm á. Thôi tao bán rau củ quả trái cây được quá trời. Cơm tấm Phúc Lộc Thọ. Chợ Phước Long B. Bên phải là chợ Phước Long B nữa anh chị. Bán trái cây, bánh bò, bánh cam. Đây là đường Đỗ Xuân Hợp ha. Cái cầu hồi nãy tên là cầu Nam Lý nha chị. Nhiều người đọc là cầu Nam Lý. Là cái bản tên đúng là Nam Lý. Vậy là cầu này chắc liên quan đến một ông bà nào tên là Nam Lý. Lẩu chay thiên ý. Nguồn gốc và tại sao tên là Nam Lý thì em không biết. Bia hơi Hải Sòm. Quán bia này ở ngoài Hà Nội á. Giờ mấy ông tràn vô trong đây à. Đây cửa hàng đồ cũ nè. Nhiều người hỏi em địa chỉ lắm mà em đọc rồi mà không có nhớ gì hết. 75 Đỗ Xuân Hợp. Cửa hàng bán đồ cũ. Bánh chuối chiên vỉa hè nè. Tiêu bánh bò. Bụi lắm. Để ngoài đây không có đồ che lại bụi lắm. Xe công bự quá. Xe công lên nơi bự quá. Rồi ra tới ngã tư Bình Thái rồi. Đây là ngã tư Bình Thái nha các anh chị. Trước mặt chúng ta là Sa Lộ Hà Nội. Giờ đổi thành tên đường mới là đường Võ Nguyên Giáp. Rồi mình vào trái.
về trạm thu phí. Ồ, đèn đỏ. Đèn đỏ. Lâu à. Trước mặt chúng ta là tuyến metro số 1 đó các anh chị. Tuyến tàu điện trên không á, metro số 1. Làm hoài vẫn chưa thấy đưa vào khai thác ha. Xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa. Quốc lộ mấy ta? Quốc lộ 50 hay 52 gì đó. Bây giờ có tên là đường Võ Nguyên Giáp. Tính ra đường này có 4 tên nè. Ồ, xe điện. Ồ, nó dừng đèn đỏ lâu quá. Tốn xăng quá. Quá lâu luôn. Đường này đỏ lâu quá. Đường này đỏ gần 2 phút luôn. Bên phải là tuyến metro số 1 nè. Đây là cửa ngõ phía đông của Sài Gòn. Đây là thành phố Thủ Đức. Đây chắc ra Bình Thái nè. Ra này ra Bình Thái. Trên là cái đường dành cho người đi bộ để đi từ đường bên kia băng qua xa lộ để lên ga tàu điện metro số 1. Rồi mình đang hướng về ngã tư MK trạm thu phí xa lộ Hà Nội rồi cầu Sài Gòn. Cầu Năm Lý nó thông xe là nó cũng giúp kẹt xe được giảm rất là nhiều. Cái đường Đỗ Xuân Hợp buổi chiều á, người ta đi làm hoặc là đi vô cái chỗ mà thả diều á, đông lắm, rất là nhiều người dân người ta vô đó ta chơi. Ủa, đèn đỏ này gì? Rồi đèn đỏ rồi. Ngay lúc anh công an tới luôn. Vô đèn đỏ là chắc bị lụm rồi. Đó. 65 giây. Đây ngã tư MK. Bên phải quẹo vô đó là cái cảng ICD Phước Long. Có một cái cảng ở trong đó, bên tay phải. Đó, mấy cái xe container, xe tải chạy ra chạy vô lấy hàng á. Cảng ICD Phước Long, em có vô đó mấy lần rồi.
Rồi chuẩn bị đi coi như vậy. Chạy về hướng trạm thu phí. Rồi đèn xanh. Rồi mình chạy về hướng trạm thu phí. Đây ngã tư MK coi như vậy. Trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Chạy ghê quá. Dạ rồi, ok. Đến đây em xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng với em trong clip này. Mình coi lại con đường Đỗ Xuân Hợp với một cái cầu mới được khánh thành, đó là cầu Năm Lý. Chúc mừng người dân ở trong khu vực này, cầu đã được thông xe, giải quyết cái bài toán kẹt xe vào mỗi buổi chiều. Dạ, cô chú chị và các bạn yêu thương bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video clip khác của đường phố Sài Gòn. Chúc mọi người bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin phép được cảm ơn và trân trọng kính chào cô chú chị và các bạn.